Hơn à? Dạ. Hôm trước mẹ nói rằng là con đưa thêm tiền cho mẹ đi chợ, nhà hết đồ ăn rồi. Thôi mẹ ơi, con muộn làm quá, để nói chuyện sau nhá. Con cầm cho mẹ nhé, cho mẹ yên tâm nhé. Em đang giận cá chém thớt ai vậy Hân? Mẹ không phải dọn, dọn dẹp cả ngày rồi chưa đủ sao? Chị nói tôi giận cá chém thớt đâu. Chị xem, tiền trọ lúc nào cũng đưa đầy đủ mà thức ăn chỉ có như thế này đây. Không hiểu là tiền trọ bay đi đâu mất rồi. Ý em là mẹ bòn rút tiền cho ai à? Đứng lại, chị chưa nói chuyện xong mà. Tiền trọ đưa đầy đủ như thế thì làm sao mà hết nhanh vậy được? Không bòn giúp cho chị, thì bòn giúp cho ai hả? À! Thảo Hân! Chị... Con làm sao không? Mẹ bỏ ra! Chị... Dám đánh tôi à? Tôi dám! Con mắt nào của cô nhìn thấy mẹ đưa tiền của cô cho tôi? Cơm có người nấu, nhà cửa có người dọn. Không biết thương mẹ chồng thì thôi, ở đây mà nghi ngờ với Hạnh Huệ à? Thảo, chị em chưa hiểu nhau thì bảo nhau chứ. Mẹ dọn đồ, xong sang nhà con ở. Không thể ở cùng cái loại mà không biết trước biết sau như này được. Chị sang chơi ạ? Có chuyện gì mà ồn ào? Nhà cửa lanh tanh bạch hết thế này hả mẹ? Có chuyện gì đấy? Chị Thanh vừa đánh em đấy. Sao lại như thế ạ? Đây, em xem đi. Giá cả như đâu thang. Em đưa cho mẹ thêm tiền đi chợ thì có vấn đề gì đâu. Tại sao em lại làm như thế? Thế tiền mẹ đưa chị là tiền gì ạ? Rõ ràng em đã nhìn thấy. Tiền mẹ đưa cho chị là tiền gì thì em cũng không được phép tham gia vào. Em hiểu không? Đấy là lương hưu của mẹ đưa cho chị để mua đồ cho bà con ở quê. Đợt vừa rồi bà con nghèo khổ quá. Hay là bây giờ em định quản luôn cả tiền lương của mẹ? Chị ơi, vợ em thì thật ra không có ý đấy đâu. Chắc là có chút hiểu lầm rồi thôi. Chứ bình thường thì cô ấy cũng không phải là một người keo kiệt. Mà ở người cùng một nhà, có vấn đề gì em hỏi thẳng mẹ. Tại sao em lại cư xử như thế được nhỉ? Con gì lỗi mẹ ạ? Thế không sao đâu con, đấy là hiểu nhầm thôi nhé. Em xin lỗi chị. À chị ơi, ở đây em có một chút tiền em gửi chị mua thêm đồ cho bà con ạ. Mong là bà con sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ. Chị cảm ơn. Chị cũng xin lỗi Hân vì lúc mẹ đã tát em. Chắc hai vợ chồng chưa ăn gì nhỉ? Chị mời mẹ và hai vợ chồng hôm nay là một bữa nhá. Dạ thôi ạ. Yeah. Hôm nay con là người có lỗi, để con mời đi ạ. À, thế thì hay quá. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá. Các con cứ vui vẻ, hòa thuận là mẹ yên tâm lắm rồi. Đúng rồi đấy, chỉ là hiểu lầm thôi ạ.